Hàng chào tất cả mọi người ha. Thì mọi người ơi, thì chắc giờ là cũng chiều rồi mọi người. Nên dịch của người ta mọi người thì cho ăn những cánh đồng này nè. Rồi họ cho ăn xong xuôi rồi cái mấy con vịt á nó sẽ đẻ những cái trứng gọi là trứng là lạc đó mọi người. Rồi nên là mình đi theo mấy ba cái đất ruộng này nè. Rồi vịt mới vừa lùa đi qua khỏi rồi cái mình kiếm coi có trứng hay không ha mọi người. Mời tất cả mọi người cùng đi chung An với cháu mình nha. Rồi giờ An với cháu mình sẽ đi. Đi tìm giống như bà già đêm phủ quá mọi người. Ôi sang cua quá trời luôn nè Kai. Đi dài rau này kiếm thử coi. Đi dạ. Hai trứng, hàng trứng vừa đủ rồi. Nướng đất ăn hay sao Kha? Không làm. Gì chạy với vậy? Gặp trứng ấy vậy? Ý, một trứng nữa. Con rửa đi. Kha lượm được một trứng nữa nha mọi người. Đây, để vô. Được ba trứng. Nhảy 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 vô. Thôi, cái bọt chèo quá. Đó, được một trứng nữa. Rồi, được bốn trứng. Kha quá giỏi Kha ơi. Đi dài qua bên đây nè. Kha lại một trứng nữa mọi người ơi. Hay quá.
quá hay luôn bạn ơi. Ôi được 5 trứng quá êm luôn. Rồi ăn làm được con trứng gì ta? Đi ra. Vòng 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 đây nữa nha mọi người. Cô coi nó có bò không? Chó sao lượm được trứng vịt? Nãy giờ không thấy luôn mọi người. Ai thả đi. Sao nãy giờ không thấy vậy? Chưa mà mới có mấy trứng à. Mấy trứng này ăn chưa đã đâu. Ê, hình như trút trước trắng kìa. Chạy thẳng tới luôn. Đó. Phải không? Rồi. Cái đó gì vậy? À, bỏ đi giờ. Quá trời hang cua luôn. Lúc này sao không thấy chưa thì sao? Đi qua qua đây nè. Ê, bước qua. Rồi chắc chết rồi quá mọi người ơi. Được nãy giờ được 5 quả hả? Đó trước mặt con kìa. Kìa đi thẳng tới. Đúng rồi. Hay quá. Bên này một trứng nữa nè Kha. Im. Rồi để đi. Chưa có vô rồi. Rồi kiếm vòng vòng đây cho có nữa không? Con nhìn bọc bên đó đi, Út nhìn qua bên đây. Được 7 trứng hả Kha? Đi dọc qua bên đây ơi. Đó. Quá êm luôn. Ê, đây một trứng nè mọi người. Đây. Đây. Đây giọt kìa. Nè.
Đó, được 4 trứng nữa. Ngon lành. Đây một trứng nữa khao. Ý. Ý, một bọc luôn mọi người ơi. Bọc trứng luôn. Lộn liền. Quá im. Đó. Tốt 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 trước kìa. Đó 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 đó. Rồi chúng 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 chảo rồi, chúng chảo rồi. Quá im luôn mọi người. Đó. Đâu? Nghĩ lẩm ngon lành. Quá ha mọi người. Được mười mấy quả rồi. Chứ biết món gì vậy? Được mười mấy quả rồi. Ê, tôi tìm đó. Ừ, quá im luôn. Kha cầm một bọc luôn mọi người ơi. Trời ơi, luôn rồi. Này gọi là chơi cút bắt nè. Rồi. Bỏ giò chưa? Rồi. Đổ 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 ra đây đếm thành quả rồi. Kiếm chỗ nào khô khô sạch sạch đi. Đây nè, đổ đổ đây đi. Cho con đổ ra hết đi, ở đầu cái mình bỏ vô trong bọc ngược lại. Hả? Đổ nhẹ nhẹ thôi. Đó. Ra được thành quả được bao nhiêu trứng nha mọi người? Một trứng bỏ vô. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ồ 16. Rồi đi kiếm nữa. Rồi đi kiếm nữa nha mọi người. Giờ mệt chưa? Thấy kìa. Ơi. Mưa rồi. Rồi thôi mình mọi người, nãy giờ thì An với Kha lượm được mười mấy trứng rồi mọi người. Con giơ cái bọc lên coi. Đếm được 16 trứng rồi mọi người. Bây giờ trời đang chuyển mưa nè. Rồi thôi để An với Kha tranh thủ đi vô. Không thôi là bị mất mưa rồi, bệnh rồi mất công rồi mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của An nha. Chào mọi người.